Giới tiên tri nhận định tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 tháng 4 năm 2022 âm lịch đến thời thoát khổ do nứt đố đổ vách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt thầy Gia Cát, chúng tôi gửi tới các bạn lời kính chúc sức khỏe, vạn sự tốt lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hành thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con Tuất là con vật đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Giáp Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ, kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Giáp Tuất có vận trình hung cát đan xen. Nhưng nếu chỉ cần cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Giáp Tuất trong năm 2022 nhâm dần sẽ phất lên như diều gặp gió. Hơn nữa được cục diện tam hợp với thái tuế của năm nên trong năm 2022 nhâm dần này thì những gia chủ tuổi Giáp Tuất sẽ có được sự tương trợ từ quý thần mà từ đó vận trình công danh sự nghiệp được hanh thông. Con đường tài lộc cứ vậy mà rộng mở thanh thang. Vâng, và thưa quý vị, để nắm rõ được vận trình của những gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 4 âm lịch, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Tính cách của những người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn đầu hỏa khá nhu hòa, lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Con giáp này cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích. Nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần phải tiết chế để có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất kỳ điều gì cũng đều đạt được những thành quả nhất định. Sự nghiệp của người tuổi Giáp Tuất tháng này khá ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực thì các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe của nữ Giáp Tuất tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Giáp Tuất phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Xét về thiên can, giáp dương mộc gặp ất âm mộc nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình, nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, sự nghiệp quan vận. Tuổi Giáp Tuất trong tháng 4 này vận trình sự nghiệp biến động khá lớn, bản mệnh gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung làm việc, phải chịu nhiều áp lực từ phía cấp trên. Chẳng những thế, sự cứng nhắc không linh hoạt trong giải quyết vấn đề của con giáp này còn có thể khiến cho đối tác và đồng nghiệp bị mất lòng. Vì thế mà không thể phối hợp, làm việc cho tốt, hiệu quả công việc giảm sút rõ rệt. Chính vì vậy, mặc dù dành nhiều thời gian cho công việc, con giáp này vẫn chẳng có được mục tiêu mình mong muốn. Đường công danh, sự nghiệp, mịt mù, những chuyện tưởng chừng sắp sửa thành công thì lại bị ngăn trở. Bản mệnh nên ngồi tĩnh lại để tìm ra vấn đề cần giải quyết, có thế mới có thể xử lý tình hình trước mắt. Nếu quyết định tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp học hành, bạn cũng sẽ có được những bước tiến nhất định. Nếu quyết tâm cố gắng, bạn có thể tích lũy được nhiều kiến thức hữu ích cho tương lai. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng 4 âm lịch, việc kiếm tiền của tuổi Giáp Tuất không được thuận lợi như bình thường. Những áp lực và mâu thuẫn gia tăng khiến cho con giáp này càng căng thẳng và khó có thể tập trung, dễ mắc sai lầm để tuột mất cơ hội khỏi tay mình. Nếu là người năng động, bạn có thể bắt tay vào các công việc làm thêm cũng sẽ kiếm thêm được một khoản đôi dư kha khá.
bản mệnh có thể sẽ tốn tiền hao của do mắc phải nhiều sai sót và phải bỏ chính tiền túi ra để đền bù. Cũng có thể gặp được những chuyện không may khiến cho tiền bạc không ở bên mình. Nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, biết tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn, chi tiêu hợp lý, chớ nên hoang phí quá mức mà tới lúc hối cũng không kịp. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, một số hung tinh kích phát suy nghĩ tiêu cực, tự ti, khiến gia chủ có thể cảm thấy căng thẳng, lo lắng khi phải đối diện với những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuy nhiên, chỉ cần giữ trạng thái tinh thần lạc quan và tích cực thì bạn sẽ dần tìm ra hướng giải quyết cho công việc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng như thường xuyên vận động để có một sức khỏe tốt. Các quý vị gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để có thể phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị tuổi Giáp Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, tháng 4 năm 2022 âm lịch là lúc mà tuổi Giáp Tuất sẽ không có nhiều thời gian dành cho tình yêu. Sự nghiệp trải qua biến động khá lớn nên con giáp này phải dồn thời gian và tâm sức để giải quyết. Con giáp này mải mê với chuyện công danh sự nghiệp cùng với những thú vui của mình cho nên quên hết mọi chuyện xung quanh. Bạn có thể sẽ phải trả giá vì sự vô tâm của mình, khi mà sự cô đơn sẽ dần xâm chiếm cuộc sống của bạn. Bạn cần phải tâm sự, chia sẻ, nói rõ nỗi khổ tâm của mình, khó khăn của mình đối với đối phương để tránh những giận hờn, những hiểu lầm không đáng, có làm ảnh hưởng tới tình cảm gia đình đôi bên. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuyệt tí. Đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 4 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp theo số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho tuổi Giáp Tuất trong tháng 4 âm lịch.
Chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại!